cảm giác khi nào nằm ở trên đây, nó như mà mình đứng làm ở trên đấy cả. Vậy sao nó xách rượu về tự uống luôn. Hôm qua nó quất cái này nó quất đậm quá, quất cái cục rồi bá lửa luôn. Mình tán hơi hơi, anh đứng ngoài mình nhìn thấy nó quất cái cục trắng bát luôn. Bảo em đi trang điểm em bảo là em cơ thầy coi cho em xanh để mà để ở chi thì chưa hỏi đến bếp xúc là ta chỉ có được kẻ thắng trả gì đâu. Thế một mình chị đi à, hại nữa không?